Sáng nay ngày 13 tháng 2, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tỉnh Đoàn, Hội phụ nữ tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Đông Lĩnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều hôm qua trên cầu vượt Phú Sơn làm hai người tử vong. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan đơn vị đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc, động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, mong muốn các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn mất mát, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông để hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Theo báo cáo của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, hồi 14 giờ 10 ngày 12 tháng 2 năm 2024, tại khoảng giữa cầu vượt Phú Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô biển kiểm soát 36A 92355 đi trên cầu vượt Phú Sơn theo hướng Đông Tây đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36B7-96592, hiện chưa xác định được người điều khiển. Hậu quả khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Ở hiện trường, cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng, chiếc ô tô nằm ở bên làn xe đi ngược chiều. Nguyên nhân sơ bộ do lái xe ô tô đi không đúng phần đường, kết quả kiểm tra cho thấy lái xe không có nồng độ cồn và ma túy.